thi hài và họ thì đều được là cha nét lộ, tức là ông Alexander the Rock, tác giả của cuốn Thuyết Giả 8000 mang về Roma và Manca. Mất từ rất là lâu rồi, từ năm 1644. Tuy nhiên cho đến ngày 5 tháng 3 năm 2000 thì họ mới được phong Á Thánh. Á Thánh ở đây là những cái người mà đi truyền đạo, có con đi truyền đạo ở các nước khác nhưng mà vì người bị lạc. Còn ở bên dưới bức ảnh này thì chúng ta sẽ thấy là có một cái phần nhỏ bài giống như là số 8 đó. Thì đây là cái phần tóc được lấy ra từ một sọ của ông Đại Nhân. Phần nhỏ như số 8. Cái tên gọi là Andre Quyên là xuất phát từ cái việc là tên thánh của ông là Andre, và cái vùng đất ông sinh ra là